Trên địa bàn Hà Nội có 3 trung tâm quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho gần 900 người tâm thần phân liệt, mới chỉ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu thực tế. Trung tâm này hiện đang quản lý gần 600 bệnh nhân tâm thần đặc biệt nặng, trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế, gây khó khăn trong công tác chăm sóc, điều trị. Có những trường hợp họ giấu thuốc, họ không uống là có những cái biểu hiện nó hoang tưởng hay có sự xui khiến. Ở trong đầu đấy thì họ sẽ có các cái biểu hiện tiêu cực. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có khoảng 50 cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Tuy nhiên, mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đối với người tâm thần hiện nay thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Có rất nhiều những cái tình trạng những người bệnh tâm thần vẫn sử dụng những cái đơn thuốc từ rất là lâu với những người thuốc thế hệ rất là cũ. Thì ở đây nó đòi hỏi về cái sự vào cuộc và sự đầu tư rất là nhiều, không những là về mặt chuyên môn mà quan trọng nhất về nguồn lực, về mặt tài chính. Thế vì là những cái thuốc thế hệ mới có điều trị hiệu quả hơn nó sẽ rất đắt tiền. Hiện nay các cơ sở chủ yếu là chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung theo quy mô lớn, đối tượng sống xa cách gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, các cơ sở trợ giúp xã hội thiếu các dịch vụ tư vấn hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và phục hồi chức năng trị liệu tâm lý, lao động trị liệu. Người bệnh mà ở trong cộng đồng thì bây giờ cũng rất là nhiều, nhưng bây giờ nếu mà xây dựng các cái trung tâm để mà quản lý tất cả các đối tượng đấy thì không thể quản lý được. Tức là bây giờ cũng phải xã hội hóa lên, để công tác xã hội hóa để mà nhà nước, nhân dân và cùng làm. Tức là bây giờ là gia đình phải đóng góp một phần kinh phí và trong đó là có cái nhà nước là hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2020 có 90% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình cộng đồng và số người tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, với những khó khăn như hiện nay thì mục tiêu này khó có thể đạt được. Cũng cần phải nói thêm là theo số liệu thống kê của ngành tâm thần học, hiện có khoảng 25% dân số có các biểu hiện rối loạn tâm thần và gần 1 triệu bệnh nhân tâm thần nặng, mất kiểm soát. Đây thực sự là một con số rất đáng báo động về sức khỏe tâm thần của người dân Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế thì số lượng các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần của cả nước hiện chỉ có khoảng là 800 người. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ người bệnh tâm thần được tiếp cận điều trị sớm rất thấp. Phát hiện mắc bệnh rối loạn tâm thần được gần 2 năm nay. Mặc dù đã điều trị tại tuyến cơ sở, nhưng bệnh nhân này vẫn không có tiến triển. Và mới đây em đã được chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để tiếp tục chữa trị. Đáng mừng là sau một thời gian chữa trị, nay bệnh đã thuyên giảm. Ở nhà em mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, sợ hãi, hay quên. Lại tiếp xúc với mọi người. Hoặc là em thấy biểu hiện như thế thì em bảo bố mẹ đưa đi ạ. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng biết mình mắc bệnh để sớm điều trị. Người phụ nữ này là một ví dụ, bị trầm cảm sau sinh, nhưng chỉ đến khi chị có những biểu hiện hung dữ, hành hung người thân thì gia đình mới đưa đi khám. Gây gổ với tất cả mọi người, nói chung là ai cũng có thể đánh được, mà có những cái biểu hiện gọi là nóng tính, mấy cả đến bố mình bắt đầu là cũng còn bóc cổ thế này thế kia. Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 hiện đang điều trị cho khoảng 6.000 bệnh nhân nội trú và gần 20.000 bệnh nhân ngoại trú. Các bác sĩ cũng cho biết việc điều trị và kiểm soát tình trạng bệnh nhân tâm thần hiện gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn do người bệnh sợ bị kỳ thị và không tuân thủ điều trị. Rất nhiều người, gia đình có cái trình độ không, thức ăn nói. Nhưng khi con bắt đầu bị bệnh, người ta cũng biết là bị như thế, nhưng mà người ta sợ, người ta né tránh, không dám đưa bị bệnh tâm thần. Mà đến các bệnh viện đa khoa khám. Đến bệnh viện đa khoa khám thì đến khi là bên đa khoa không khám được thì bắt đầu phát nặng lên, thì lúc ý lại vào bệnh viện tâm thần thì lúc đã nặng và lúc đã trở thành mãn tính rồi. Bên cạnh đó thì hệ thống cơ sở y tế chăm sóc người bệnh tâm thần trong cộng đồng rất thiếu. Hầu hết các bệnh viện không có khoa tâm thần, thậm chí các phòng khám tư về bệnh lý này cũng không có. Để chẩn đoán và điều trị những cái rối loạn tâm thần đó thì không có cái máy móc nào mà có thể tìm ra được cái nguyên nhân. Đa phần là do những cái cách hỏi bệnh và cái cách tiếp xúc của bác sĩ chuyên khoa để tìm ra cái phương pháp chẩn đoán bệnh và điều trị cho bệnh nhân, không có một thứ máy móc nào. Cho nên là cái việc mà
tiếp cận với lại để mở một cái phòng khám tư nhân để mà chăm sóc người bệnh tâm thần tại cộng đồng, đó là một cái vấn đề cũng hết sức khó khăn. Với thứ hai nữa là thường là cái người mà những rối loạn về tâm thần là những cái rối loạn nó rất là khó, lượng bác sĩ mà trực tiếp chăm sóc cho người bệnh tâm thần nó còn quá thấp. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành y tế thì hiện cả nước có khoảng gần 23 triệu người bị các rối loạn tâm thần, trong đó có khoảng 1% dân số tâm thần nặng tương đương với gần 1 triệu người, nhưng số lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần chỉ có hơn 800 người. Điều này cũng dễ hiểu vì sao việc quản lý và điều trị người bệnh tâm thần trong cộng đồng còn rất nhiều bất cập và những vụ việc đau lòng do người bệnh tâm thần gây ra vẫn phổ biến.